Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VNB. Mình là Khánh. Thì như lời hứa ở nhiều video trước thì mình đã hứa với các bạn là mình sẽ thực hiện so sánh hai cây vợt cao cấp của nhà Lenin là cây Aeronix 9000C và cây Calabar 900C. Thì đầu tiên là về hai cây vợt này thì cả hai cây vợt này đều thuộc dòng Combat, tức là dòng trầm tấn công của nhà Lenin. Thì cả hai cây vợt này là đều có trọng lượng là 3 U và đều đang được căng ở mức ký là 11,5 kg, là cước 65 ti. Thì tuy nhiên là mình sẽ không thực hiện quá về việc đi sâu các thông số kỹ thuật, thì mình sẽ tập trung vào việc đánh giá những cái điểm khác nhau cũng như là những cái cảm nhận của mình về hai cây vợt này. Đầu tiên mình sẽ so sánh về phần màu sắc. Thì cái ở cây 9000C là nó sẽ mang màu đỏ với màu xanh lá, thì cảm giác cách phối này nó rất là hiện đại, rất là giống những cái siêu anh hùng. Còn về cây 900C thì nó lại mang là màu xám và hạt viết màu xanh lá. Thì cái cây này mang đến cho mình cái cảm giác nó cứng rắn, nó đơn giản, kiểu như cái nó rất là basic đó. Tiếp theo là về mặt phong cầu, thì cả hai cây vợt này đều mang đến cho mình cái cảm giác phong cầu nó rất là thoải mái, nó rất là dễ dàng đi tới cuối sơn. Thì tuy nhiên cái cảm giác khi cầm cây 900C nó lại rất là đầm, còn trong khi ngược lại cây 900C thì làm mang cảm giác nó nhẹ cầu, nó thanh thoát hơn. Và tiếp đến là về mặt phòng thủ phản tạt, thì cả hai cây vợt này đều cho mình cảm giác phòng thủ phản tạt nó rất là ok. Thì tuy nhiên sẽ có những cái điểm khác biệt tí xíu thôi về giữa hai cây vợt. Đầu tiên là về cây Calabar 900C á, thì cảm giác khi mình phòng thủ phản tạt nó rất là linh hoạt, cái tốc độ cầu nó đi rất là nhanh. Còn trong khi đó là cây 9000C làm mang nó cho mình cái cảm giác cái cầu nó khá là hơi khó khăn, kiểu như nó hơi bị đầm, nó hơi bị nặng á. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần nên thêm một tí xíu lực để trong những pha phản tạt phòng thủ. Và cuối cùng là về mặt đập cầu đi ha, thì cả hai cây vợt này đều là thuộc dòng Combat, cho nên cái việc đập cầu của nó cũng rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì là sẽ có những cái sự khác biệt về mặt cảm nhận với hai cây vợt này. Đầu tiên là về cây Aeronix 9000C á, thì cái việc đập cầu của nó, cái cảm giác trái cầu nó đi rất là nặng, làm cho đối phương rất khó là phòng thủ. Mặt khác là cái âm thanh mà tạo ra nó rất là vang, rất là nổ. Tiếp đến là về cây Calabar 900C á, thì nó sẽ không được cái cảm giác trái cầu nó đi nặng như là 9000C, mà theo đó thì trái cầu nó sẽ đi nhanh hơn. Thì bù lại cái việc đó thì trong những pha giằng co căng thẳng mà khi các bạn phải đập liên tục á, thì cây Calabar 900C nó lại tỏ ra là làm cho các bạn đỡ mất sức hơn. Và mình cũng đã có vinh hạnh được trải nghiệm hai cây vật chiến thần của anh Khánh. Thì mình cũng có một số nhận định trải nghiệm của mình về hai cây vật này. Thì mình thấy về phong cầu thì cây mình sẽ thích cây 9000C hơn các bạn. Thì cảm giác mình thấy mình phong trái cầu nó sẽ đi kiểu là nó hơi sâu một xíu. Còn cái cây này thì mình thấy nó sẽ đi trái cầu nó sẽ đi cao hơn một xíu. Còn về phòng thủ phản tạt thì mình lại thích cây 900C hơn, vì mình thấy cảm giác cái mặt vác 3D của nó, nên mình khi mình tạt lại hay mình dỡ cầu lên á, thì nó dỡ cầu được thanh thoát hơn, nhanh hơn. Còn về mặt đập cầu á, thì mình thấy cả hai cây nó đều rất là ngon. Nếu mà vì mình thì mình cái thể lực của mình nó không có nhiều, nếu mà để chọn thì mình sẽ chọn cây 900C, vì khi cảm giác đập cầu nó sẽ nhanh và nó không gây mất sức nhiều như 9000C. 9000C này thì nếu mình thấy dùng để đánh đơn á, thì nó sẽ ok hơn cây này. Còn cây này mình sẽ dùng để đánh đôi nha các bạn. Vậy là mình và anh Khánh cũng đã có những cái trải nghiệm thực tế nè, và có những cái đánh giá chi tiết về hai cây vợt cao cấp theo hướng tấn công của nhà Lenin này. Thì mong là qua cái những cái đánh giá của bọn mình, thì các bạn nếu đang có phân vân lựa chọn với hai cây vợt thì cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Và clip này cũng đã coi như là kết thúc. Thì mình là Trường và đây là anh Khánh. Thì nếu các bạn thấy hay và thấy bổ ích thì các bạn cũng đừng ngại like, subscribe và chia sẻ cho bọn mình, để bọn mình có những cái động lực để thêm những cái video chất lượng ở phía sau. Tạm biệt các bạn.